kia. Mày đứng ở đó coi. Cái gì? Mày mới kêu ai bằng thằng? Tao kêu mày bằng thằng á. Mày kêu ai bằng thằng á mày? Tụi nó quýnh nhau kìa, chứ chạy không? Trời, can làm gì? Để cho tụi thử một lần đi cho xong. Trời ơi, bạn thân ơi, sau này á, dù hai đứa mình có như thế nào á, đều có quýnh nhau vậy nha. Ừ, hai đứa mình vẫn trọn đời bên nhau nha bạn. Ừ, tôi quýnh lần trước rồi. Thôi mà, mình được quýnh nhau, mình là bạn thân mà. Thôi, ôi, nó quýnh nhau kìa. Đã à, vui ha. Đến hai nhọn gái quýnh nhau vậy đó. Trời ơi. Yes. Nắm đầu ông có đau không? Đúng đi xem đau không? Nắm đầu người ta hỏi có đau không nữa. Xin lỗi. Thì sai rồi. Thì xin lỗi gì? Xin lỗi là xong hả? Linh à, không mà trời đất ơi, nãy nó đánh nhau thì xèo luôn, giờ ôm nhau khóc là sao? Chuyện bình thường mà, hai đứa này mà nó không ôm nhau mới là chuyện lạ đó. Vậy là chắc chắn là vợ chồng không có chuyện ly dị gì nữa rồi, hạnh phúc rồi ơi. Thôi ăn đi bạn. Ai ở ngoài đó vậy? Anh đây. Ủa? Sao anh còn chưa về nữa? Em bệnh như vậy làm sao anh về? Anh về đi, không có sao đâu. Ờ, vậy thì anh về liền. Ừ. Kỹ người đi nha. Anh à. Ừ? Em định báo với anh á, là mới ký hợp đồng với một công ty truyền thông lớn, công ty lớn nhất nước mình luôn á. Ủa, vậy hả? Anh không chúc mừng em hả? Ờ, chúc mừng em nha, em giỏi lắm. Thôi, anh về đi, trễ rồi đó. Ừ, vậy anh về nha. Nghỉ ngơi đi. Em biết rồi. Về đi, không có sao đâu. Ờ, anh về liền. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh có ngoài đó không? Anh ơi. Anh à. Anh Phúc. Anh Phúc có ngoài đó không? Không sao đâu. Em nằm nghỉ chút là khỏe à. Anh đừng lo. Vậy anh về nha. Có gì gọi cho anh liền đó. Nghỉ ngơi đi. Chi. Ủa, sao anh
còn ở đây. Dì Hiền nói là em chưa ăn uống gì đúng không? Cố gắng ngồi dậy ăn miếng cháo đi. Em ăn không nổi đâu. Cố gắng ăn đi. Vậy thôi anh cứ để đó đi, lát em ăn. Em có ăn được không đó? Được mà. Vậy anh để đây. Nếu đổ lại khăn ướt lâu nha. Cảm ơn anh. Chờ mấy đứa nhỏ nó học gần xong. Gì con? Hả? Thầy con muốn xuống chào cả nhà để đi về. Ê vậy hả? Ê nó nói thầy chờ chờ bà chút xíu. Vô đây ăn đi, thầy chào về mà tưởng nó đi chết không mà nghĩ. À, thầy vô kìa. Dạ con chào cả nhà ông về. Chào thầy. Dạ. Thầy. Có hộp bánh với lại ít trái cây thầy đem về ăn lấy thảo mà thầy. Đừng ngại thầy dạ, dạ, đi. Có ngại. Dạ. Con cảm ơn bác. Ừ. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại cả nhà. Quên nữa thầy ơi, gặp dịp ăn cơm thầy ở lại ăn cơm luôn nha. Dạ thôi. Bây giờ con phải qua bên quận 3 để dạy kèm cho mấy đứa khác nữa. Vậy dạ. Hả? Ồ, tiếc quá ha. Thôi hẹn thầy dịp khác nha. Dạ. Dạ con chào cả nhà con về. Thầy về. Con tiễn thầy con. Dạ để con. Dạ tiễn thầy một đoạn luôn. Rồi mấy đứa nhào vô ăn cơm. Nó buồn nãy giờ luôn á. Thầy giáo giờ cũng chạy xô quá trời ha. Dạ thôi con xin phép về nhà, con về trước nha. Ủa bạn, không ăn cơm gia đình hả bạn? Sao vậy con? Anh ta đã ăn chực rồi riết rồi thấy ngang ngượng ngùng hay sao vậy? Mà thường ngày đi về đâu có chào hỏi ai đâu, nay sao lễ phép dữ trời? Thì đó. Sao rồi con? Con chắc hôm nay con không ăn ở đây nữa. Sao vậy? Là sao? Không ăn nữa là sao? Dạ, tại con không còn lý do nào để đến đây nữa không ạ? Gì hả? Gì căng dữ vậy? Sao vậy con? Anh ta đã ăn chực riết rồi thấy ngang ngượng ngùng hay sao vậy? Mà thường ngày đi về đâu có chào hỏi ai đâu, nay sao lễ phép dữ trời? Thì đó. Sao rồi con? Chắc hôm nay con không ăn ở đây nữa. Sao vậy? Là sao? Không ăn nữa là sao? Dạ, tại con không còn lý do nào để đến đây nữa không ạ? Gì hả? Gì căng dữ vậy? Chắc là vợ chồng ly dị chứ gì. Mày! Dạ, con xin phép ở nhà con về. Cái gì vậy? Cái khói nói gì nói ở đây chơi đi con. Nè! Trời ơi thầm. Hả? Tình cờ gặp lại nha. Dường như lâu lắm mới quen nhau. Hai thằng chưa quen. Làm quê với nhau đi. Trời đất cơ kỳ với bạn bè thân từ nhỏ mà sao đó không làm quà đi con. Ơ cái thằng này. Trời đất ơi. Không làm quà đi. Trời ơi. Trời đất ơi, bể cửa nhà tôi luôn.